Rồi sau đây mình sẽ review cách mà test nhanh. Thì khi mình mua một bộ nó sẽ có những thứ như này nè. Đây là cái cây để mình lấy dịch từ lỗ mũi này. Rồi sau đó là cái này là nước dung dịch. Khi chúng ta lấy cây bông này. Thôi giờ giới thiệu. Cái thứ ba là cái này. Giống là cái nắp để đậy cái này lại. Thứ tư là cái bộ test. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ lấy cái que này nha. Rồi chúng ta sẽ đầu trên nó ra. Đó, nó sẽ hình dạng như thế này. Rồi chúng ta sẽ cho từ từ vào lỗ mũi chúng ta nha. Chúng ta cho nhẹ nhàng, càng nhẹ nhàng càng đỡ đau, cho đến khi nó sẽ dừng lại là chúng ta sẽ xoay trái xoay phải cũng vài lần để cho cái dịch nó đều. Rồi thứ hai là chúng ta sẽ rút ra, và sau đó chúng ta sẽ cái dịch dung dịch đây, chúng ta xé cái bọc nắp này trên nha. Rồi chúng ta cho cái vừa rồi vào đó, cái que đây, chúng ta sẽ quấy, chúng ta sẽ xoay xung quanh cái thành đó, cái que đó, xoay sát đáy luôn, xoay tròn. Rồi chúng ta cạ vào thành để cho chúng ta ép cái dịch từ bông nó ra khỏi nước đó, cho nó gọi là cái kết quả cao nhất. Rồi khi chúng ta ngoái xong thì chúng ta cây này chúng ta sẽ bỏ qua một bên đó, tốt nhất là chúng ta và cho vào cái bì cũ đó. Đó. Rồi thứ hai là cái núm này, chúng ta sẽ đẩy cái nắp ra lại, đẩy cái hũ lại nha. Đó, cái đầu to là chúng ta sẽ đẩy lại. Đó, cơ bản là sẽ như thế này. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ lắc. Lắc đều lên. Đó, lắc càng đều càng tốt. Đó, càng đều càng tốt nha. Rồi, bước cuối cùng là chúng ta sẽ quay ngược lại. À, cái này là tôi mới làm xong nên là tôi review lại thôi. Chúng ta sẽ chúc đầu xuống và chúng ta nhỏ vào cái lỗ này. Khoảng 3 giọt. Chúng ta bóp nha, cái trên này là bằng nhựa nên là chúng ta bóp thoải mái. Bóp nhẹ nhàng thôi, nó không ra không nên quá nhiều. Đó. 1 giọt. 2 giọt. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy như sau. Khi chúng ta nhỏ nước từ này vào thì nó sẽ tím nhẹ nhàng hết trên tới đây. Không, tím hết cái khung này. Và kết quả nó sẽ hiển thị đây, vạch này là vạch bình thường mà nó xuất hiện thêm cái vạch này nữa là chúng ta sẽ khả năng chúng ta sẽ có kết quả không như mong đợi. Đó là cách review không. Thì cuối video thì cũng mong mọi người sẽ không dính thêm cái vạch này nữa mà chỉ được một vạch như thế này. Thì chúc sức khỏe toàn thể các anh em bạn bè gần xa có một năm mới dồi dào sức khỏe. This is crash.